À, con rất là cảm ơn chú đã dành thời gian đến đây để hát phục vụ cho quý bà con cô bác. Dạ. Hy vọng là thời gian tới chú sẽ dành thêm nhiều thời gian nữa để đến giao lưu và hát phục vụ bà con cô bác. Dạ, năm mới chúc nhiều sức khỏe. Rồi, chúc con nhiều sức khỏe, may mắn, thành công mọi công chuyện. Dạ, và thành công tổ chức những cái show. Dạ, được không chú? Dạ. Dạ, rồi bây giờ chắc con với Thơ sẽ lùi xuống sân khấu kiếm hai cái ghế để ngồi nghe chú hát, tại vì hai đứa con cũng mê chú hát dữ lắm. Dạ, nghe chú hát từ hồi nhỏ luôn á. Dạ, quá trời mê. Bữa nay con được ở đây và con tin rằng hồi 14 tuổi. Dạ, chú có ca rồi hậu thôi nguyên dòng cổ. Dạ, thôi nguyên cổ. Dạ. Dạ. Dạ, dạ, mời chú nha. Dạ, và con bác cho chú Minh Dương một tràng pháo tay ạ. Mời rất nhiều. Dạ. Trước khi hát, Minh Dương kính chúc các anh lãnh đạo địa phương cùng quý khán giả ban tổ chức năm mới luôn luôn dồi dào sức khỏe, thành công mọi công chuyện. Minh Dương hát bài tác cổ gia duyên, tác giả Đăng Minh, bài dặm cổ được mang tên Nhớ Dáng Áo Dài Em. Tìm tay tơ nhát hơn con thỏ, nể đêm về tăng ăn tóm
dài xưa dáng liễu hùng thiên, áo dài nay dịu hiền tuyết thủy, mẹ tâm hồn đẹp lên ánh mắt, ôi áo dài đã gói dài anh cho bình châu bóc đi qua ngắm bắc xanh nhất cả tình cảm nhiều cho Minh Dương. Bây giờ đây. Dạ bà con cô bác thân mến ơi, dạ con, dạ dạ con vừa biết là bà con bác rất yêu mến nghệ sĩ nhân dân Minh Dương. Dạ nhưng mà mình nên tặng hoa thôi, còn xíu chúng bây giờ Minh Dương dễ cái này bác. Cái tấm lòng của khán giả đã dành cho Minh Dương rất là nhiều, rất là quý. Bây giờ để Minh Dương hát tiếp nữa, nhưng mà khi Minh Dương hát xong một bài, mời khán giả lên tặng. Dạ lên hoa cho bạn luôn chụp hình nha, cho rồi chụp hình nha. Chứ còn ba ca vậy cái dưới không ha, không nhìn thánh thì thấy được, chứ lại chú không tập trung hát được. Dạ cảm ơn bạn rất nhiều ạ. Xin cảm ơn nha. Để Minh Dương hát xong rồi cái mời xuống đi giao luôn hay giao luôn hả chú, mời khán giả lên đây. Dạ dạ rồi, cảm ơn quý bạn bác rất nhiều đã yêu thương nghệ sĩ nhân dân Minh Dương. Dạ cảm ơn chú. Lê Thủy hả? Tôi đi việc để đứa con. Sau đây Minh Dương hát xong, xin mời khán giả lên tặng hoa. Đây là một điều vinh dự, vinh hạnh cho một nghệ sĩ. Minh Dương hát bài Tân Tổ Gia Viên dẫn tác giả Đào Minh. Bài dẫn tổ được mang tên Thằng Bồ. Con răn con dẫn lấy châu phú ông xin nói ao sâu là sâu cá mè. Lấy đi bà ơi, lấy đi bà ơi. Con râu bằng chân lấy mè, phú ông xin nói một mè gỗ liêm. Lấy đi bà ơi, lấy đi bà ơi. Con răn bằng chân sống đi này
cái hoạt hô phú ông sinh tổ, ba bò là bò chín câu, mình rằng mình chẳng lấy câu phú ông sinh tổ, ao sâu là sâu cá mè, mình rằng mình chẳng lấy mè phú ông sinh tổ, một mè là mè gỗ liêm, mình rằng mình chẳng lấy liêm phú ông sinh tổ, con chim là chim đòi mồi, mình rằng mình chẳng lấy mồi phú ông sinh tổ, nấm xôi là xôi bồn cười. Việc cảnh qua như thế này, đơn quý Minh Dương xin cảm ơn khán giả rất nhiều. Rồi sau đây dạ chắc chú dành 20 phút để nhận hoa chụp hình với bà con cô bác như nãy giờ chú đã hứa, bây giờ mình hát tiếp ba chú. Rồi mời bà quát mình nè, ai yêu mến nghệ sĩ nhân dân Minh Dương mình lên mình tặng hoa cho mình ạ. Rồi sao chú sẽ hát để phục vụ bà con quát tiếp ạ. Con mê bác Minh Dương lắm phải không? Cô thích bác Minh Dương hát cổ đúng không? Một câu ha. Ok. Hát công nữa không? Một bài nữa. Chưa hát bài, chưa âm luôn chứ. Dạ. Dạ. Xin cảm ơn. Dạ, dạ bà con bác đang lên chụp tặng hoa chú quá nhiều rồi chú, để tặng hoa xong cái mình hát ổn định mình hát chú. Dạ, 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 cảm ơn. Dạ, dạ, dạ. Dạ bà con bác mình có thể cho tặng hoa rồi một xíu nữa và chú hát xong cái mình tranh thủ chụp hình cũng được ạ. À. Dạ, ta hả? Rồi, cho mình chụp. Dạ. Dạ cảm ơn anh chị nhiều, cảm ơn quý bà con bác rất nhiều ạ. À. Cầm lại một chút đây, cầm lại một chút ha. Rồi cảm ơn rất nhiều. Phương Dừa rất là vui khi mà Phương Dừa mời được nghệ sĩ nhân dân Minh Dương về để hội quán và sân trường. Để tạm biệt quý khán giả, Minh Dương sẽ hát một bài nữa. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn quý bà con cô bác ạ. Và bây giờ mời quý bà con cô bác mình ổn định tiếng lời để đến với tiết mục tiếp theo của nghệ sĩ nhân dân Minh Dương ạ. Để tạm biệt quý khán giả kính mến đã dành nhiều tình cảm cho Minh Dương. Minh Dương hát bài Tân Tổ được mang tên Vợ Người Ta.
hoa và chụp hình với chú ạ. Dạ bà con bác nào ai chưa tặng hoa thì lên tặng hoa và chụp hình với chú ạ. Cảm ơn quý bà bác rất là nhiều. Một tiết mục rất là sôi động của chú Minh Dương. Dạ cảm ơn chú rất là nhiều. Dạ con chúc chú thật nhiều sức khỏe. Rồi dạ dạ. Gì chú sắp gì chú. À, Khương vừa cũng có dịp nghe bài tân cổ vợ người ta mà chú biểu diễn trình bày. Và hôm nay tận mắt nghe thấy chú biểu diễn. Dạ rất là hay và cái điều nhảy của chú rất là riêng biệt. Chắc Khương vừa sẽ học theo, Khương vừa có clip để Khương vừa nhảy theo giúp chú.